Đối với bộ đội đặc công, hành quân mang vác nặng trên quãng đường dài, địa hình phức tạp là một trong những khoa mục huấn luyện quan trọng, yêu cầu cao về thể lực, tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần tập thể. Nội dung huấn luyện này tuy khó khăn, vất vả, nhưng là điều kiện tốt để rèn luyện cho bộ đội bản lĩnh, sức chịu đựng dẻo dai, bền bỉ và sát thực tế chiến đấu. Ghi nhận của phóng viên tại Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công. 11 giờ đêm, nhận khẩu lệnh của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 35, Lữ đoàn Đặc công 198 đã nhanh chóng chuẩn bị vũ khí trang bị, gói ghém quân tư trang. Và chỉ ít phút sau thì ba lô đã gọn gàng trên vai của cán bộ chiến sĩ, đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hành quân mang vác nặng. Tiểu đoàn bắt đầu hành quân. Cơ động lượng đối với chúng tôi thì nó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cơ động lượng để tiếp cận mục tiêu, cơ động lượng đến chiếm lĩnh các khu vực, các vị trí. Tây Nguyên thì đang trong cao điểm của mùa khô, thời tiết khí hậu rất là oi bức, cộng với điều kiện địa hình thì rất là phức tạp. Chính vì thế mà chỉ mới đi hành quân được hơn 1 km thôi thì mồ hôi đã ướt đẫm vai áo của tôi và các cán bộ chiến sĩ. Cả đội hình hàng trăm người đi trong đêm không phát ra một tiếng động. Mọi thông tin liên lạc từ tiểu đoàn trưởng đến đại đội, trung đội đều được thực hiện bằng khẩu lệnh. Đồng chí gặp những khó khăn như thế nào trong quá trình hành quân? Báo cáo đồng chí là trong quá trình hành quân mang vác nặng, chúng tôi phải vượt qua nhiều địa hình phức tạp, quãng đường hành quân dài kết hợp với thời tiết nắng nóng ảnh hưởng nhiều tới việc hành quân. Nhưng với niềm vinh dự, tự hào là người chiến sĩ đặc công, Lữ đoàn 198, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi luôn nỗ lực cố gắng. Với sự giúp đỡ của đồng chí đồng đội, tôi quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đang trên đường hành quân thì đơn vị bất ngờ nhận được tín hiệu pháo binh địch bắn bên trái đội hình. Mặc dù đang mang vác rất là nặng, tuy nhiên thì khi mà nhận được thông tin thì cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng lợi dụng địa hình địa vật để nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp. Trong quá trình hành quân để giúp cho bộ đội có những cái tình huống sát với thực tế chiến đấu thì không biết là phương pháp của đơn vị là như thế nào ạ? Trong quá trình hành quân, đơn vị ngoài yếu tố hành quân mang vác nặng theo trọng lượng quy định thì đơn vị có tiến hành tổ chức huấn luyện thêm một số tình huống. Thì tình huống pháo binh địch bắn phá một bên đội hình là một trong những tình huống cơ bản mà đơn vị thường áp dụng trong quá trình tổ chức hành quân rèn luyện ban đêm. Thì đơn vị cũng thường xuyên áp dụng để sát với thực tế chiến đấu trong quá trình rèn luyện và huấn luyện bộ đội ở đơn vị. Những buổi hành quân đêm như thế này thì không chỉ nâng cao sức bền, sự dẻo dai, khả năng chịu đựng gian khổ của cán bộ chiến sĩ đặc công mà còn giúp họ xử trí các cái tình huống sát với điều kiện thực tế chiến đấu.